Con về tới nhà đó mẹ ơi. Tết vậy, con được xếp thưởng cao lắm đó nha. Trời ơi, tôi đang đọc báo rồi mà. Trời ơi, nhà cửa thì đông đông đê đê, đặt bố để chi. Tờ báo này viết là công ty con mình đó bà. Thẩm mỹ viện Manisa. Vừa mới làm từ thiện đó này bà ơi. Ở quận 12 vừa mới trao 1.000 phần quà cho bà con ở thành phố Hồ Chí Minh đó bà. Trời ơi, 1.000 phần quà luôn. Rồi ở Đức Lập, Đức Hòa, Hà Tĩnh vừa mới trao thêm gần 1.200 phần quà nữa bà. Trời ơi, 1.200 phần quà nữa bà. Còn 1.100 phần quà được trao ở Lâm Đồng nữa này bà. Trời đất ơi, lần kia mà nhiều kinh nữa. Bà biết mỗi phần quà trị giá nhiêu không? Hơn 500.000, trong đó có gạo này ha, mắm muối gia vị, rồi lại còn có 300.000 tiền mặt nữa mà. Trời đất ơi, kiểu này á, dân ấm no luôn á, ông ơi. Hè tới con nhà mình á, ông ơi, vô trong Sài Gòn, con uống nào cũng đi chơi, lòng bồng không, mà tự nhiên gặp được hai vợ chồng ma khánh á. Tụi con mang việc lồn giúp đỡ cho tụi hát, trời bữa nay á, cũng ok lắm rồi đó ông. Người ta hỏi tôi vậy, con đang làm việc gì mà này, nhiều tiền vậy, tôi kêu nó làm khoản tiền mai đi xa đó bà. Thì chứ bà nào quá luôn đó. Bữa nay bao nhiêu rồi ta? Nay 26 rồi đó bà. Nữa 26 thì mất cái điện thoại ra. Gọi điện nghe chứ hắn có về anh thấy mình không? Rồi bà đợi tôi một xíu. Alo con hả? Dạ con nghe ba mẹ ơi. Rồi Tết này hai nhiêu có về ăn Tết với ba mẹ không vậy? Dạ hai con mẹ em nghỉ Tết rồi mẹ ơi. Mẹ có mẹ ơi. Năm nay tụi ăn lại về ăn Tết nữa kìa. Sáng có lúc mô cũng tội điều kiện cho tụi ăn về ăn Tết sớm hết trơn cho tụi ăn mừng. Mẹ ơi, Tết vậy không? Con được xếp thưởng cao lắm đó nha. Với lại xong mai thắng còn có quà cho ba mẹ đó. Ghê ghê. Trời ơi hả con? Trời ơi. Hai sếp con chu đáo á, cho ba mẹ gửi lời chúc sức khỏe với lại lời cảm ơn với hai sếp con nha. Ba mẹ ơi, con về tới nhà đây mẹ ơi. Dạ, mẹ ơi, đây nè, đây là quà của con nè. Mẹ ơi, đây là tiền lương và tiền thưởng mà sếp gửi cho con nè. Hỏi nhỏ nè, mẹ có giới thiệu lộn người mà sao con bán nó đẹp dữ vậy? Trời ơi, cái con bán hồi xưa đó, không có lộn người đâu. Rồi đi nha ông á, rồi nó chỉ bán đi, nhắm đấy. Ở lại nói chuyện với anh nha con. Quá. Anh chào mẹ nha. Sao giờ này mấy lớn thì mấy thật gái tánh chịu vậy? Nhưng mà nãy nghe nha, anh nói gì với bác gái, anh nói nghe cái gì mà hôi thì ra hôi luôn á. Không có đâu, em có hôi. Hôi lắm. Hôi, anh đừng có xạo, nãy nghe nói hôi á. Em hôi lắm. Nhưng mà em nói nghe nè, hồi xưa em đen mua từ lùi luôn á. Nhưng bữa bác gái giới thiệu cho em cái bộ gì mà B1 á anh. Vừa bà con nó hỏi chưa? Trời ơi, mi còn cái chung xe. Mi mới chung xe. Con còn miếng giờ nữa được không? Con 20 tuổi rồi đó. Khoan kiếm vợ cho con nha. Bé nào xin những mấy miếng được chưa? Ok, nhất trí luôn. Bác ơi, bác yên tâm đi. Cái vấn đề này để con. Thôi, đợi chị một xíu nha. Dạ chị. Đen ơi, Đen ơi,
Trời đất ơi, em mới được cái tấm trả bài của má. Má em lấy được thì mẹ. Trời ơi. Thôi thôi thôi, em mà mặc cái bộ đồ này nha, ra ruộng câu thuốc mày chơi. Tưởng thường nói gì vậy? Em mới mai 300 ngàn em đi cho mình Tết á, vui xuân các chị. Thôi em gửi anh chị đi. Thôi, chị không có chị thầy. Bởi vậy ta kêu chị mén lúa là đúng mà. Chị không bắt kịp cho em chị trơn á. Bây giờ cái này là xu hướng đó. Nhưng mà hồi nãy chị kêu em á, em làm gì trong đó là 3 tiếng đồng hồ em chưa ra vậy? Chị em thấy em đang xếp kem hả? Thôi kem chống nắng, kem body, chị giấu dữ lắm mà. Sao em lấy đâu ra vậy? Trời đất ơi, bởi ta nói bộ của mình chỉ biết xăng xe của nhà Malisa hả? Nghe nè, M23, M45 cộng phía ngoài Malisa hỗ trợ xin chết năm tốt hơn lại rồi thì chốt cơm. Hèn chi, mấy nó trốn trong phòng nó coi live stream không mà. À, mà chị quên nữa, em đố chị nè. Chị có biết 11 chiến thần live stream của sếp Mai tên gì không? Chị có biết đâu, chị coi nhưng mà chị có để ý đâu. Bởi vậy chị thua sai, em biết rồi em sẽ tên không? Ừ, nè, thôi nói nghe nè. Chị nói gì á? Tuần trước chị mới nghe em nói là em muốn lấy chồng đúng không? Trời ơi, chứ ai mà muốn lấy cho chị. Ê, chị sắp có chồng mà nha, nói dễ là không được đâu. Chua dữ vậy sao? Thì này, chị giới thiệu với em, anh này đẹp trai lắm. Ai làm mà, làm ở Mai Sa, nhiều tiền, ngon. Đẹp trai lắm hả? Đúng rồi. Đẹp trai với anh danh cụ em không? Thôi đi, em quen 11, 12 sao chị biết bồ nào? Trời đất ơi, chị nói về mất giá em. Em chỉ có quen anh danh là mối tình đầu tiên thôi. Chị thấy là cái anh nói được nhất á. Thôi bây giờ chị giới thiệu ai, chị giới thiệu đại đi. Đây, nhìn ngồi bên kia. Đâu, đâu? Đó, đó, bên đây nè, bên đó nè. Ngon quá chị. Trời ơi, cục náo cục lấy trà bá luôn. Chết thì còn gì. Wow, giữ gì sao? Nhiều tiền nữa. Rồi, đợi chị xíu. Thôi, thôi, lại đây chị biểu. Dạ chị. Nghe nói sắp lấy vợ đúng không? Dạ đúng rồi chị. Con gái trong nước dịu dàng nãy chứ thôi. Chị giới thiệu cho em gái của chị. À, cô đen đúng chị. À, chị mê. Thôi ơi, người ta hồi xưa đen, bây giờ là người ta trắng rồi, người ta đổi tên rồi. Tên gì vậy? Em tên là cái bộ. Cái bộ đó. Ok rồi. Ừ đúng không? Đi qua nói chuyện với người ta đi. Ui mất ngại. Cơ hội lấy chồng. Okay. Để đi. À, trời ơi. Anh chào bồn nha. Chị đi. Trời ơi. Nó chết gì vậy? Nãy giờ giống con mẹ á. Anh đi đâu mà quỷ sướng mấy năm trời đi đâu bỏ người ta. Cái thực chất. Thôi, xin lỗi, mấy năm lên Sài Gòn kiếm tiền. Anh về đi em nè. Anh kiếm tiền làm cái gì? Cưới em đi làm cái gì? Ui, chị nát, chị nát, cưới. Cưới thôi, mê trai mà còn ngại nữa. Nè. Dạ, mẹ. Con tắm hả con? Dạ. Tôi nói bà rồi, tôi nghi lâu rồi. Tôi nói là bà không có tin. Tôi giờ mà nói cho lâu rồi đó. Tôi không có chịu. Thôi bà, thời đại bây giờ nam nữ bình đẳng rồi. Miễn sao bây giờ tụi nó thương nhau thiệt lòng với nó sống với ích cho xã hội rồi thôi. Bây giờ bà thử bà hỏi tụi nó coi, tụi nó có thương nhau không? Hỏi rồi. Nhà tụi mày có thương nhau thiệt không? Dạ có mẹ. Tụi nó thương thiệt rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Để ba mẹ về nhà coi ngày đẹp. Rồi làm đám cưới hai nghe luôn nha. Dạ thì có mẹ. Nói thì hai nghe nhờ quá đó con dâu. Dạ. Mình ơi. Thôi bây giờ gia đình mình sẽ ăn Tết thôi. Yeah. Phúc Thi á, gia đình trong người ăn Tết. Thay mặt gia đình tổng thơ cũng như gia đình anh vợ Phúc Thanh á, gửi lời chúc đến đại diện hai sếp năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, vạn sự sức khỏe và chúc tất các gia đình đang ngồi như thế này năm mới phát tài phát lộc nha.